Xin chào, xin chào, Tomato Hường đây Anh chị em biết là sàn Temu đang rất là hot Vừa mới được chính thức vào Việt Nam ngày hôm nay thôi Nếu như lúc trước anh chị em biết là giới thiệu Momo mình được tiền Hoặc là giới thiệu đăng ký MvBank mình được tiền Hay giới thiệu rất là nhiều cái app mình được tiền Thì đây là một cơ hội để giúp anh chị em kiếm thêm thu nhập Từ việc giới thiệu cái sàn Temu này Nó cũng tương tự Shopee, Lazada này kia Chỉ có một điều Ở cái sàn Temu này Là anh chị em sẽ mua được cái giá Cũng sản phẩm đấy nhưng mà giá rất rẻ cái sàn này có thể bán được ở trong khu vực không chỉ Việt Nam và hưng tin là trong giai đoạn sắp tới rất nhiều anh chị em sẽ phải xem lại hình thức kinh doanh của mình bởi vì cái sàn demo này thật sự nó là một cái một cái giúp cho người tiêu dùng rất là nhiều bởi vì giá nó quá là hời luôn lên đấy mua sắm thoải mái và hường vừa mới đặt một cái đơn hàng và nó free ship hết toàn bộ luôn free ship quá trời ưu đãi và quà tặng giá nó rẻ hơn thậm chí rẻ hơn rất là nhiều sàn thương mại điện tử ở việt nam nữa nên là ngày hôm nay trong cái video này hường sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách mình kiếm thêm thu nhập từ cái sàn temu này thì bây giờ hường sẽ hướng dẫn anh chị em cách mình đăng ký một tài khoản để mình đi giới thiệu cái sàn temu này mình kiếm thêm thu nhập nha đầu tiên thì anh chị em bấm vào cái phần mô tả ở dưới video này nó có một cái đường link á anh chị em bấm vào cái đường link ở dưới phần mô tả mình click vào cái đường link đấy để mình truy cập vào cái trang sau khi click đường link thì anh chị em sẽ vào cái trang giao diện này mình sẽ đăng ký trở thành cái người đi giới thiệu nhé mình sẽ đăng ký trở thành cái người đi giới thiệu bấm vào cái nút get now này này hoặc là bấm vào cái static ở cái phần mờ kia cũng được bấm vào đây cũng được bấm vào đấy. rồi mình để số điện thoại của mình vô rồi bấm tiếp tục. Rồi nó sẽ gửi mã code tới điện thoại mình sẽ nhập vô nha. Sau khi nhập thì mình đã có 50.000 tiền thưởng luôn rồi. Đấy, có 50.000 đây. Mình có thể rút được tiền về Việt Nam. Về cái tài khoản của mình luôn. Tuy nhiên là mình kiếm thêm một vài nữa đi. Kiếm thêm 150.000 nó mới cho rút. Nên là bây giờ mình cứ giới thiệu đi. Mình giới thiệu một người thì nó sẽ có cái chính sách cho mình giới thiệu nhé. Để đi giới thiệu cái app này thì mình chỉ cần bấm vào cái nút xe to ơn này nè bấm vào đây thì nó sẽ cho mình một cái đường link nè nó nói nè nếu như mà mình giới thiệu một cái người tải cái app temu này xuống và họ đặt cái đơn đầu tiên thì mình sẽ có 150 trăm năm ở trong tài khoản copy link mình copy nhé copy link hoặc là xe vào facebook thì cứ copy link đi copy link ví dụ như hường sẽ copy link đi hường gửi hường gửi cho một cái người bạn của hường đi hường gửi cho ví dụ như hường gửi cho Đấy, gửi cho bạn của Hường. Sau đó cái người này họ click vào cái link. Click vào cái link này. Họ đăng ký cái app Temu. Sau đó thì họ đặt một cái đơn hàng đầu tiên. Thì Hường sẽ có 150.000. Ở đây nhé. Rồi, cái này Hường một cái tài khoản mới nên là chưa có. Khi mà anh chị em mà giới thiệu được nhiều người nó sẽ hiển thị hết ở đây. Rồi, đấy là cách kiếm tiền đầu tiên. Cách kiếm tiền số 2 đó là mình sẽ bấm vào cái chung pick item. Ví dụ như mình biết là bạn của mình cần cái um, cái bộ cọ trang điểm này thì mình bấm hẳn vào đây luôn đó, mình bấm vào đây xong cái mình copy cái link mình đưa cho bạn của mình thì mình sẽ kiếm được hoa hồng đâu đó là 10.000 mấy này đấy kiếm tới lên tới 10.000 đồng nè đấy mình hoặc là mình uh, muốn giới thiệu bạn của mình cần một cái hộp đựng trang sức thì mình bấm vào nút share ở đây thì mình copy cái link đó mình sẽ gửi cho bạn của mình thì đây gọi là cách kiếm tiền số 2 ở trên sàn này nhé còn không thì gửi cái đường link tại app kia mình cũng đã có tiền rồi còn không là bấm vào đây ấy, cách số 3 đó là cách số 3 ấy là cái cách mà đi giới thiệu cái người làm affiliate. Thí dụ như là anh chị em thấy là bây giờ hường đang giới thiệu anh chị em, giới thiệu anh chị em là tham gia vào cái việc uh, giới thiệu cái app này thì mình cũng có hoa hồng nha, mình sẽ được 20% commission uh, tầng 2. Ví dụ uh, nói chung là nó sẽ được thêm một tầng từ cái người mà mình giới thiệu ấy. họ đi làm affiliate, họ um, họ cũng kiếm được tiền thì mình sẽ có được một phần trăm hoa hồng ở đấy trong vòng là đâu đó là 60 ngày này trong vòng 60 ngày nhá trong vòng 60 ngày thì tóm lại là anh chị em hoàn toàn có thể kiếm được tiền cách đơn giản nhất đó là mình bấm vào cái mục affiliate này nè mình bấm vào xe to earn mình copy cái link này mình gửi cho cho bất kỳ ai khán giả của mình mình làm video mình gửi cho bạn của mình cứ tải cái app này về sử dụng đặt cái đơn đầu tiên nó đơn giản lắm đặt hàng đơn giản lắm và mình sẽ có được hoa hồng 150 trăm nghìn anh chị em nhé, trong video vừa rồi thì Hường đã chia sẻ cho anh chị em Cái video trước ấy, Hường đã chia sẻ cho anh chị em Là uh, mình đặt hàng ở trên cái app này như thế nào Nó rất là dễ, nó giống như đặt hàng ở trên Shopee, Lazada, Tiki Như TikTok Shop vậy đó, nó rất cực kỳ đơn giản luôn Và giá của nó cực kỳ hời luôn Bây giờ khách hàng của mình quá là hời luôn Nên là ngày hôm nay nó mới chính thức uh, vào Việt Nam cái sàn demo này Nên là bây giờ anh chị em giới thiệu đi Cứ tưởng tượng mình cứ gửi cho 10 người bạn của mình Uh, 10 người bạn của mình sử dụng cái app này bởi vì cái app nó quá hay mà nó rẻ mà đặc biệt nó rẻ hơn rất là nhiều so với mình mình mua hàng ở nơi khác đấy và đặc biệt là bây giờ nó mới về nữa nó có quá trời ưu đãi luôn free ship và cái voucher của nó lên tới một triệu rưỡi nên là chia sẻ cho bạn của mình và cứ một người họ tải app xuống họ đăng ký thì uh, mình sẽ được 150 nghìn thì thật ra 10 người thì sẽ có một triệu rưỡi đó 100 người thì sao giới thiệu toàn công ty của mình đi giới thiệu toàn bạn bè trong lớp của mình đi đó thì tiếp tục đi anh chị em, được vừa rồi, ngày xưa, ngày xưa, mấy năm trước mà, Momo ấy, họ cho cái chương trình giới thiệu rất là nhiều người kiếm được hàng chục, hàng nhiều chục triệu mỗi tháng, nhờ vào việc giới thiệu app Momo ấy. Còn bây giờ cái demo ngày hôm nay mới vào Việt Nam này nè, còn dần chơi gì nữa? Bấm vào cái đường link ở bên dưới để giới thiệu bạn bè mình ngay đi, anh chị em ạ. À. Hẹn gặp anh chị em ở những video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ rất là nhiều cái cách để mình có thể có thêm thu nhập từ Affiliate Marketing. Cái này gọi là Affiliate Marketing đấy. bye, bye nha! nhớ 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 bấm vào cái đường link ở dưới phần mô tả để mà đăng ký trở thành affiliate và giới thiệu app